quá trời đông luôn nha mọi người ơi. Đây đó Cà Mau xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 âm lịch, tức là còn 2 ngày nữa là mình sẽ vô gầm tháng 7 Vu Lan, cũng như là trong tháng xá tội vong nhân, xá tội vong hồn. Hiện giờ là em đang cập nhật tình hình 12 giờ trưa tại Quan Âm Phật Đài nhà Mát Bạc Liêu mẹ Nam Hải nha. Thì giờ này là 12 giờ trưa nhưng mà rất là đông luôn, là đang cúng giếng mẹ Nam Hải. Sân ở đây là rất rộng nhưng mà bá tánh thập phương tề tụ về đây là không có chỗ để đậu xe luôn. Là hiện giờ giờ trưa như này, nắng tầm này mà mọi người thấy á, là bá tánh thập phương vẫn đang đội dù hay là đầu trần chân đất để lại mẹ rất là tâm quyết. Thì đổi lại là nếu như buổi tối là sẽ đông hơn rất là nhiều. Thì em sẽ chia sẻ là hình ảnh toàn cảnh tại đây cho mọi người xem là nó đông như thế nào nha mọi người. Bây giờ đây đó Cà Mau xin kính mời toàn thể cô chú anh chị mình nha. Thì chúng ta sẽ quan sát được toàn cảnh buổi trưa, 12 giờ trưa ở đây nắng gắt như tầm này mà mọi người vẫn đang tề tụ về đây để cúng mẹ Nam Hải rất là đông, là Quan Âm Phật Đài nhà Mát Bạc Liêu nha. Là xe khách ở đây là đậu là chặt kín luôn nha mọi người, 12 giờ trưa nha, là đông tầm này đây. Thì chỉ mới ngày 12 thôi, chưa có bước vào lễ Vu Lan. Trong những ngày tới thì em sẽ cập nhật liên tục hình ảnh là ở đây cúng như thế nào và vào những khung giờ nào là có những gì đặc biệt, em đều chia sẻ những cái gì ưu tú nhất tới quý cô chú anh chị Phật tử gần xa mình nha. Thì giờ em kính mời mọi người cùng theo dõi. Quá trời đông luôn nha mọi người ơi. Quá trời đông nha mọi người. Bây giờ rất đông luôn nha, mặc dù 12 giờ trưa nắng gắt nha. Hai giờ trưa nắng gắt, chỉ mới có ngày 12 thôi. Ở đây đã nhộn nhịp lắm rồi, nói chung là bá tánh thập phương tụ tề tụ về đây rất là đông. Trong những ngày tới sẽ còn đông hơn nữa nha, dữ dội hơn nữa, là em sẽ cập nhật liên tục để quý vị mình cùng biết nha. Những ai không đi được thì sẽ theo dõi qua video của em nha mọi người. Còn ở đây là cận cảnh tượng mẹ, một góc nhìn từ phía bên tay trái. Đây là trời đang nắng rất gắt nha mọi người. Đó là dòng nữa. Trong này đảo là không có gị sực lại nha. Đưa cho con đi.
Và đây đó Cà Mau cũng trân trọng giới thiệu tới mọi người là bữa nay là ngày 12 và trong ngày 13, 14, 15 là em sẽ cập nhật từ sáng trưa chiều tối và giờ cúng khuya luôn là những cái gì ưu tú nhất em sẽ chia sẻ qua màn ảnh nhỏ cho đến toàn thể quý cô chú anh chị Phật tử gần xa mình cùng xem nha. Thì kính mời quý cô chú anh chị mình chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ủng hộ và theo dõi kênh của em để biết được mọi tình hình và mọi chi tiết trong những ngày rằm tháng 7 Du Lan này là tại mẹ Nam Hải Quan Âm Phật Đài nha cả nhà. À, trong những ngày tới là sẽ còn đông và còn dữ dội hơn nữa nha. Đây bây giờ là 12 giờ trưa của ngày 12 nha. Thì 13, 14, 15 sẽ còn nhiều hơn nữa. Kính mời quý cô chú anh chị cùng xem nha. Và em xin hẹn lại vào khung giờ chiều là em sẽ cập nhật tiếp nha mọi người. Thì hiện giờ xin kính chúc mọi người sức khỏe và nghỉ ngơi để chiều mình sẽ theo dõi tiếp kênh của em nha mọi người. Và em xin chào và hẹn gặp lại vào buổi chiều nha.